Bây giờ thì quý vị đã nhìn thấy đó là mặt trời cũng đã lên rồi, cái ánh nắng nó cũng đã bắt đầu chiếu vào trong cái văn phòng làm việc, và chúng tôi cũng đã bắt đầu những cái công đoạn đầu tiên của cái quá trình treo lắp, đó là dỡ cái mặt ván ra. Dỡ cái mặt ván nó vào, mỗi một cái mặt ván chúng tôi đóng vào bức tranh nó dày 1/8. Thì quý vị cũng đã thấy được là nếu như không làm cẩn thận như vậy thì chắc chắn cái bức tranh nó không thể đảm bảo được cái sự toàn vẹn. Để đỡ cái tranh cho nó thật là chắc chắn thì ở đằng sau lưng á, chúng tôi đã hàn rất nhiều những cái cây sắt, những cái hộp sắt mà có kích thước là 5-10, có nghĩa là dày 5 cm và rộng 10 cm. Và thậm chí là cái số cái khối lượng mà sắt mà chúng tôi hàn lên trên đây có lẽ là nó sẽ phải nặng cỡ khoảng 200 cân rồi. Rất nhiều, 4 mét 4 mét mỗi cây, và đã có 5 cây tất cả đằng sau. Chưa kể là hai bên sườn chiều dài và hai bên sườn chiều cao. Chưa kể là những cái lượt ở bên trên. Điều đó cũng là một cái sự cẩn thận chắc chắn mà ngay từ ban đầu chúng tôi đã tính toán, và chúng tôi muốn mọi sự nó sẽ diễn ra một cách an toàn và tuyệt đối. Cũng chính vì như thế cho nên là vào đến nơi thì tranh không vấn đề gì, nhưng mà cái khâu mà gỡ nó ra lại là một cái phần nó rất là vất vả. Và quý vị nhìn thấy cái lượng sắt chúng tôi để ra bên ngoài rất là nhiều, sau đó chúng tôi lại phải chuyển hết những cái phần sắt đó lên trên tầng thượng cho khách hàng. Gần như là làm việc là từ A đến Z, trả lại một cái mặt bằng nó rất là sạch đẹp giống như ban đầu. Nhưng mà ngược trở lại là cái tác phẩm nó đạt được cái độ an toàn tuyệt đối, đó cũng là một cái việc rất là vui mừng khi mà chúng tôi đi treo tranh. Chúng tôi cảm thấy rất là sợ tường của khách hàng, thì thông thường ở ở trong đó người ta xây hay xây cái gạch mà mình gọi là cái gạch lỗ. Cái gạch lỗ mà đặc biệt là ở trong Nam thì người ta lại xây cái hàng gạch gọi là cái lỗ rất là to, thậm chí cái lỗ nó có thể là lên đến đường kính là 3 đến 4 cm. Và khi mà cái gạch lỗ nó càng to như vậy thì cái mũi khoan khoan vào nó sẽ càng ít cái độ mà bám dính ở xung quanh. Chính vì như thế cho nên là từ khâu đo này, từ khâu khoan vào bên trong này, khi mà đóng cái nở sắt vào bên trong ấy, thì nó không có dính, nó bị cựa liên tục. Và ngay từ cái khâu mà khoan như vậy, chúng tôi đã phải mất đến cả tiếng đồng hồ mới có thể khoan được 5 cái con vít ở hàng chân. Nhưng mà như thế cũng chưa phải là xong. Đến khi mà khoan xong rồi nó bị cựa, chúng tôi lại phải chêm. Chêm xong nó cũng vẫn cựa, nó không đạt được cái độ chắc chắn an toàn tuyệt đối. Và sau cùng thì chúng tôi đành phải bỏ tất cả những con vít đấy đi và chấp nhận là đi mua những con vít mới, và sau đó là khoan lại toàn bộ cái lỗ mới ở dưới cái hàng chân để đảm bảo cái độ chắc chắn cho cái sản phẩm. Cái công đoạn ấy, có một cái lúc mà chúng tôi đã phải huy động đến 8 anh nhân viên của văn phòng lên cùng với 4 người chúng tôi để khiêng cái bức tranh đặt lên trên cái giá đỡ. Nhưng mà vì là không có ai quay được cả, tôi lúc đấy cũng phải là người trực tiếp tham gia vào để treo lắp. Chính vì như thế cho nên là cái đoạn clip này thì quý vị chỉ xem được cái khâu mà sau khi bức tranh nó đã đứng lên trên cái giá đỡ rồi, và lúc này thì chúng tôi đang bắt những cái con vít ở mặt trên. Tuy nhiên thì cái phần mà khiêng cái bức tranh lên nó rất là vất vả, nó nặng hơn 200 cân, và lúc đó tôi nhớ là nó đã rơi vào khoảng 11 rưỡi. Tuy nhiên thì tất cả mọi người đều nói là thôi cố gắng bây giờ nâng lên và bắn vít thôi là xong.
Tuy nhiên thì khi mà nâng bức tranh lên ấy, thì nó những cái bạn mà làm ở văn phòng ấy, thì cũng không trách được, bởi vì các bạn ấy cũng cũng không thể khỏe bằng so với chúng tôi. Và cái thứ hai nữa là các bạn cũng chỉ biết khiêng thôi, không biết điều chỉnh nick sang trái hay là nick sang phải, bởi vì đằng sau bức tranh nó còn có những cái thang bắn vào cái mặt tranh như này, thì những cái thang này nó đấu vào 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 cái mặt ke và nó sẽ hơi chật. Chính vậy như thế cho nên là lẽ ra là mình phải nhích nó sang một bên hoặc là đẩy nó sang một bên để lùa được vào nó bên trong để nó đứng. Tuy nhiên thì không làm được việc đó cho nên là đã rất mỏi tay và tôi đã bị đau ở vai. Rất nhiều anh em cũng bị xước và chảy máu ở tay. Sau đó chúng tôi đành phải hạ nó xuống và nghiên cứu và để đến đầu giờ chiều mới có thể là khiêng được lên. Chính vì như thế cho nên là một cái bức tranh để treo được nó đẹp và an toàn nó cần quá nhiều yếu tố, và chính cái bức tranh này nó cũng đem lại những cái cung bậc cảm xúc rất là khác cho chúng tôi. Từ cái lúc là lo sợ cái phần là vận chuyển, đến cái phần cẩu lên trên tầng, rồi sau đó là nâng nhấc đặt nó lên, cho đến bây giờ quý vị đang xem cái đoạn clip đó là đã đặt được lên trên tường rồi, đã đang bắn những con vít rồi, thì chúng tôi mới cảm thấy là thở phào được nhẹ nhàng sau cái thời gian mà nó rất là vất vả như vậy. Nhưng mà ngược trở lại là cái sản phẩm đặt lên trên cái hệ treo lắp của chúng tôi nó đã an toàn chắc chắn, nó cũng giúp cho chúng tôi giải tỏa cái tâm lý căng thẳng.